Ông Sắc Thư Viện là cái tên mà nhân dân thường gọi, còn tên thật của ông là Tô Văn Sắc. Năm nay ông tròn 75 tuổi, cư trú tại thôn Thọ Khê, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đã 14 năm bằng chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kỹ, ông mua từ thời bao cấp. Mỗi tháng 2 lần đều đặn đi thư viện tỉnh Thái Bình, thư viện huyện Hưng Hà mượn các loại sách báo, tạp chí về phục vụ nhân dân trong và ngoài xã. Xã chúng tôi là cái nơi vùng xa, do nhu cầu không được tiếp xúc nhiều với các nơi cho nên là các cụ mấy người cao tuổi chúng tôi với các thanh niên các cháu là ít sách, cho nên là chúng tôi thấy thì nhu cầu như thế để đáp ứng một cái nhu cầu đó, cho nên là đi đến sang thư viện tỉnh rồi về thư viện huyện mượn để đem sách lại cho các cụ, đáp ứng cái nhu cầu các cụ đọc để hiểu biết tin tức về tình hình. Các cháu mong muốn là nhất là các cháu thiếu niên nhi đồng thì là để tạo ra cho các cháu một cái lớp thích để cho nó đọc sách. Từ ngày về hưu năm 1990, ông đảm nhận công tác tuyên huấn và là chủ tịch hội người cao tuổi của xã. Ngoài công việc làm báo cáo viên của đảng bộ và hoàn thành công việc của hội người cao tuổi, hàng tháng ông đều đặn đạp xe đi thư viện tỉnh Thái Bình cách nhà gần 40 km và đi thư viện huyện Hưng Hà cách nhà 12 km mượn sách các loại về cho nhân dân đọc. Để mượn được từ 30 đến 40 quyển sách báo, ông phải đạp xe gần 100 km. Vất vả là thế nhưng ông vẫn thấy vui. Vui vì mình đã mang kiến thức về cho nhân dân ở làng quê cách xa trung tâm huyện thị, đời sống văn hóa còn nghèo nàn lạc hậu. Đến năm 2001, do sức yếu sau đợt phẫu thuật, ông chuyển sang đi ô tô khách. Từ nhà đến bến xe gần 5 km, ông đi xe ôm vì phải mang khoảng 20 kg sách kể cả lúc đi lẫn lúc về. Tháng nào cũng vậy, tiền đi xe ôm và xe khách hết gần 30.000 đồng. Mọi chi phí cho chuyến đi ông đều lấy từ đồng lương hưu. 14 năm qua, ông Tô Văn Sắc đã tự nguyện bỏ tiền của và công sức đi 16.800 km bằng xe đạp để mượn trên 10.000 cuốn sách báo, tạp chí các loại phục vụ 15.600 lượt người trong và ngoài xã. Không kể sớm trưa, chiều tối, ai cần sách báo là ông phục vụ không chút ngại ngần. Những sách báo bị rách, ông cần mẫn đem dán lại để trả thư viện đầy đủ. Năm 2001, ông được Bộ Văn hóa Thông tin tặng bằng khen về thành tích xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Giáo viên nghỉ hưu về đến nay là mượn sách của ông Sắc ở đây là từ năm 2001. Đủ các loại sách, nông nghiệp, rồi vệ sinh sức khỏe, nhất là đối với người cao tuổi. Ngoài ra thì còn giúp ông Sắc tổ chức được một cái tổ đọc sách ở cái xóm Hùng Tiến chúng tôi, cho nên là hiện nay đó là tất cả những cái hội nghị nông dân ở nhà ông Nguyễn Ngọc Minh là chúng tôi trực tiếp nói lại những cái kinh nghiệm dòng khoai tây, dòng ngô bầu, rồi dòng đỗ tương cho bà con nghe. Nhờ cái sách đó mà sức khỏe của chúng tôi được đảm bảo, những bệnh thông thường là chúng tôi đã tự cứu chữa nấy. Phần thưởng cao quý của Bộ Văn hóa Thông tin trao tặng và những lời nhận xét chân tình của nhân dân là nguồn động viên kịp thời cho ông tiếp tục thực hiện ý tưởng giúp nhân dân ở vùng sâu, vùng xa đang thiếu văn hóa đọc, thiếu những kiến thức khoa học kỹ thuật trong cuộc sống thường ngày, được nghiên cứu, tham khảo và học tập, làm theo sách báo, nâng cao trình độ dân trí trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Sau buổi tiếp xúc với ông Tô Văn Sắc và những độc giả đọc sách của ông, chúng tôi những người làm phóng sự này cứ băn khoăn chăn trở. Giá như xã Cộng Hòa và các cơ quan chức năng nói chung, ngành văn hóa nói riêng có một chút kinh phí động viên và tạo điều kiện cho ông, một người đã ngoại, thất thập cổ lai hy mà vẫn cần mẫn mang sách về làng, thì quả
là hạnh phúc biết bao. Hình ảnh mà các bạn đang xem trên màn hình nhỏ là quang cảnh của một làng quê thuộc xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà. Thôn Đơn Nông có 420 hộ, 2.100 nhân khẩu, 500 lao động, cư trú ở 4 xóm hành chính. Cuộc sống của nhân dân nơi đây chủ yếu dựa vào thâm canh cây lúa nước và cây màu lương thực trên diện tích 240 mẫu. Từ khi cơ chế thị trường mở cửa, một số hộ đã mạnh dạn vay vốn đầu tư kinh doanh dịch vụ, du nhập ngành nghề về làm tại gia đình. Trong đó có nghề sản xuất vôi gạch. Phải nói rằng, nghề sản xuất gạch đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Mức thu nhập của người làm gạch từ 700.000 đến 900.000 đồng trên tháng, gần bằng 3 sào lúa cấy trong một vụ. Năm 1999, nghề làm gạch ở thôn Đôn Đông phát triển mạnh. Đến nay có gần 80 lò gạch thủ công, chiếm 19% số hộ trong thôn, thu hút và giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 800 lao động trong và ngoài xã. Bình quân mỗi lò sản xuất được từ 60.000 đến 70.000 viên gạch trên năm, trừ chi phí các loại còn lãi gần 15 triệu đồng. Mỗi năm thôn Đôn Nông sản xuất được trên 4 triệu viên gạch, thu nhập 1,2 tỷ đồng. Một số gia đình có điều kiện đã xây dựng từ 1 đến 3 lò gạch, thuê từ 10 đến 15 lao động về sản xuất gạch cả 4 mùa. Trừ chi phí nguyên vật liệu và công người lao động còn lãi gần 6 triệu đồng trên tháng. Bằng nguồn thu nhập ấy, nhiều gia đình đã xóa được đói nghèo và trở thành giàu có. Tỷ lệ hộ nghèo còn 7%, giảm 6% so với năm 2000. Bởi vậy, nhân dân thôn Đôn Nông đã xem như đây là một nghề có nguồn thu nhập cao, quyết định đến sự phát triển kinh tế của mỗi gia đình. Thế nhưng họ chưa thấy được tính độc hại của chất carbon từ khí than, khói gạch đã làm ô nhiễm môi trường, làm mất cảnh quan chủ phú của một làng quê và đặc biệt là ra một số dịch bệnh cho người ở các độ tuổi. Cái tỷ lệ mà mắc bệnh về đường hô hấp là riêng ở thôn Đôn Nông là chiếm đến 40% là các cháu mắc bệnh đường hô hấp. Trong khi đó cái độ tuổi dưới 5 tuổi các cháu mắc nhiều hơn, nhưng cái độ tuổi mà trên 5 tuổi thì cái trường hợp bên này ít. Cái tình trạng mà nhiễm carbon này rất là nhiều, hầu như là tháng nào ở chỗ chúng tôi cũng có từ 2 đến 3 trường hợp mà bị nhiễm khí carbon. Theo ý kiến của nhân dân trong thôn và lời khuyến cáo của ông trạm trưởng y tế xã Đoan Hùng, tổ phóng viên chúng tôi về thôn Đôn Nông trong những ngày cuối tháng 9, khi trên cánh đồng lúa đang chĩu hạt chuẩn bị cho thu hoạch và gieo trồng cây màu vụ đông. Cái mùa mà Ủy ban Nhân dân xã Đoan Hùng không cho phép nung gạch. Thế nhưng ở cả 4 xóm thôn Đôn Nông đều mù mịt bởi những cột khói bay lên từ các lò gạch. Tính bình quân, một tháng gần 80 lò gạch tiêu thụ khoảng 560 tấn than. Chất carbon sẽ đậm đặc thế nào khi hòa lẫn vào không khí mà cuộc sống con người phải gánh chịu nhiều nhất? Theo số liệu tổng hợp của trạm y tế xã Đoan Hùng, mỗi năm trạm đã khám và điều trị gần 4.000 lượt người, trong đó 40% bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp, 20% bệnh nhân bị tiêu chảy do ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Riêng thôn Đôn Nông chiếm 70% số bệnh nhân mắc bệnh phổi. Đối tượng mắc bệnh chủ yếu là trẻ em. Năm 2003, có một cháu dưới 5 tuổi ở xóm 1 bị chết do phổi nặng. Bình quân mỗi tháng có từ 2 đến 3 lao động làm gạch nhiễm chất carbon, bị ngất ngay tại lò gạch. Anh Nguyễn Văn Điện, xóm 2, bị ngất ngay trên lò gạch, sau 24 giờ mới tỉnh lại. 9 tháng năm 2004, tỷ lệ bệnh nhân viêm đường hô hấp tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó 90% bệnh nhân viêm phổi nặng phải chuyển lên tuyến huyện điều trị. Và cái tình hình lò gạch ở nông thôn những người đây ấy, thì báo cáo với các anh là cái công an việc làm của bà con nông dân ấy, thì một số cái lò gạch phát triển ở đây thì tạo công an việc làm cho nhân dân. Cái thu nhập ấy, thì phải nói là tương đối là cao.
Nhưng mà cái không được ở cái đây thì báo cáo với anh là về cái tình hình khói lò gạch ấy, là gây ô nhiễm môi trường này. Rồi ấy, là cây cối hoa màu của nông dân ở xung quanh những khu vực ấy thì cũng bị thiệt hại. Sức khỏe hại nhiều gia súc, thế rồi hại nhiều đến cây cối, chất thải chứ không phải không. Nhưng mà cái từ buộc lòng chúng tôi cứ là người dân thì phản ánh cũng chẳng được. Mà đốt gạch thì theo kiểu lò thủ công, khói lan tỏa ra khắp làng xóm, mà suốt ngày đêm ra nung mùi. Hầu hết các cháu mà học ở mẫu giáo mà ốm mà đi kiểm tra đều bị viêm phổi. Khói gạch không chỉ gây độc hại đến sức khỏe con người, mà cái chất carbon ấy đã hủy diệt cả cây cối và lúa màu. Đây là một trong hàng ngàn cây ăn quả đã và đang bị khói gạch làm cho cành khô, lá héo, chết dần, chết mòn. Để cho những ai không có ý thức bảo vệ môi trường chặt phá về làm củi đốt gạch. Nhìn cánh đồng lúa chuẩn bị đến ngày thu hoạch bị cháy xém thế này, lẽ nào họ là những người nông dân vốn có truyền thống trồng cây lúa nước lại chẳng xót xa khi năng suất đạt chưa được 100kg trên sào? Phải chăng họ xem thường những hạt thóc vàng, cái hạt thóc mà đã nuôi họ để rồi đào cứ phá, làm cho ruộng cao thành ruộng trũng và thổ cư trở thành ao? Như là bom nó ban bỏ luôn. Cây thị, cây nhãn tàu hoặc của Hồng nhiều lắm. Mỗi giờ trước người ta bán mấy tấn nhãn. Thứ ấy có nó gây giờ nó hết. Trên tuyến đường này, trục giao thông chính của xã Đoan Hùng cũng bị lấn chiếm bởi những lò gạch và nguyên vật liệu làm gạch. Họ cứ thản nhiên làm than xếp gạch trên lòng đường, mặc cho mọi người và phương tiện tham gia giao thông qua lại. Hàng năm đều xảy ra không dưới 10 vụ tai nạn giao thông. Năm 1992 đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết một người do nguyên vật liệu lấn chiếm lòng đường. Đã nhiều lần Ban An toàn Giao thông huyện chỉ đạo xã Đoan Hùng và lực lượng công an phối hợp giải tỏa vật cản. Nhưng sau một thời gian, đâu lại vào đó. Xem như họ coi đây là sân của gia đình mà cố tình vi phạm. Giải quyết vấn đề này, có lẽ không ai khác là chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, đặc biệt là ý thức của mỗi người dân. Đốt gạch, nhưng mà qua 15 đốt gạch tôi cảm thấy là rất độc hại đối với sức khỏe của gia đình và bà con làng xóm. Từ đó tôi quyết định là bỏ nghề làm gạch và đi học nghề làm lấm. Hiện giờ là tôi đang xây dựng trang trại làm lấm. Thì mong muốn của chúng tôi đấy thì làm sao mà thay đổi được cái lò gạch đi đấy, để cho cái môi trường ở đây trong sạch. Đối với Ủy ban Nhân dân xã, chúng tôi cần có những cái giải pháp cứng để giải phóng một số cái lò gạch nằm ở khu vực địa phận của một cái thôn. Mà cái giải pháp này là chúng tôi cần phải có những cái giải pháp cứng. Quan điểm của Ủy ban Nhân dân xã phải có những cái 6 cái biện pháp. Pháp thứ nhất là phải tuyên truyền cho nhân dân sâu rộng mà đối với lại các cái đoàn thể quần chúng và nuôi các cái đoàn thể quần chúng vào cuộc để giải quyết vấn đề đốt lò gạch ở trong khu dân cư. Đấy là cái giải pháp thứ nhất mà chúng tôi cho đây là một cái giải pháp rất quan trọng mà rất thiết là phải làm. Nếu không làm thì cũng không thể giải quyết được vấn đề gì cả. Cái giải pháp thứ hai là quản lý chặt chẽ về đất đai và mặt bằng canh tác ở địa phương. Giải pháp thứ ba là chính quyền phải có tạo rất nhiều cái nghề phụ, tạo cái nhiều nghề phụ mà có đủ điều kiện ấy, để mà tạo điều kiện cho nhân dân có những cái nghề phụ mà có thu nhập khá. Ở đây nghiêm minh đối với những cái hộ vi phạm. Ở đây chúng tôi nói xử lý nghiêm minh
là nếu như phát hiện ra đối tượng người ta vi phạm mặt bằng canh tác, người ta lấy đất đóng gạch và đốt gạch, thì chúng tôi sẽ lập biên bản toàn bộ. Biện pháp thứ tư, biện pháp thứ năm là chúng tôi phải có một cái sự phối kết hợp giữa Ủy ban Nhân dân xã với lại các cái cơ sở, các cơ sở, và nhất thiết phải có sự phối kết hợp giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân huyện. Pháp thứ sáu thì nâng cao, chúng tôi muốn nói là nâng cao cái sự lãnh đạo của Đảng. Nên là nếu như các đối tượng nào mà là đảng viên, là cán bộ thì thường trực Đảng phải trực tiếp xử lý. Những biện pháp tháo gỡ đã cụ thể, nhưng để thực hiện được nó, chính quyền xã Đoan Hùng cần phải có những giải pháp đồng bộ, kịp thời và sự tác động của các cấp, các ngành chức năng với hệ thống chính sách và các cơ chế quản lý từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt là nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của môi trường, của an toàn giao thông đối với đời sống con người ở mỗi quốc gia.